Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Sẽ tịch thu cặp rắn hổ mây khủng bắt được ở núi Cấm. Sau khi báo chí phản ánh về cặp rắn hổ mây khủng đang được nuôi dưỡng tại khu di tích lịch sử đồi Tức Dục, ngành chức năng tỉnh An Giang đã đến kiểm tra và lập biên bản về hành vi nuôi nhốt động vật quý hiếm trái phép. Ông Lý Kim Định, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã cử lực lượng đi cùng với cán bộ chuyên trách thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiến hành xác minh những vấn đề có liên quan đến việc một doanh nghiệp đang nuôi nhốt hai con rắn hổ mây lớn tại khu di tích lịch sử đồi Tức Dục thuộc xã An Tức, huyện Chi Tôn. Bước đầu, doanh nghiệp này cho biết cặp rắn hổ mây được một nhóm công nhân bắt được trong quá trình thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời dưới chân núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, rồi đem về đây nuôi nhốt để phục vụ du lịch. Ông Định nói, rắn hổ mây là động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B nên nghiêm cấm khai thác buôn bán với mục đích thương mại. Do đó, việc các cá nhân đơn vị nào muốn nuôi nhốt loại động vật quý hiếm này phải xin phép của ngành kiểm lâm. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra thì doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định mà lại trưng bày để thu hút khách du lịch đến xem. Sáng ngày 15 tháng 5, trao đổi với phóng viên, ông Bành Thanh Hùng, trưởng phòng bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, sáng nay ngành chức năng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và ban quản lý di tích lịch sử đồi Tức Dục để đưa ra hướng xử lý phù hợp với các quy định hiện hành. Cũng theo ông Hùng, cặp rắn hổ mây mà doanh nghiệp đang nuôi nhốt là loài cực độc quý hiếm nên Chi cục Kiểm lâm cũng không có thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp cá nhân nào nuôi. Chỉ có những đơn vị như trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang đã được nhà nước cấp phép mới có đủ điều kiện nuôi những loài động vật quý và độc này. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Vĩnh Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai cho biết, sau khi vận động công nhân giao cho công ty nuôi dưỡng, tránh trường hợp họ bán ra ngoài, vừa gây nguy hiểm, vừa mất đi loài rắn cực hiếm, công ty đã nộp hồ sơ xin phép ngành chức năng nuôi dưỡng cặp rắn này tại đồi Tức Dục, vì hiện tại khu này cũng đang nuôi dưỡng nhiều loài thú khác cho khách tham quan. Tuy nhiên, đây là loài rắn cực độc, hiếm, nên công ty cũng thực hiện theo chỉ đạo của ngành chức năng. Được biết, theo dự kiến, nếu doanh nghiệp không tự nguyện giao nộp cặp rắn hổ mây, ngành chức năng sẽ tịch thu cặp rắn này để giao cho trại rắn Đồng Tâm quản lý, nuôi dưỡng. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.